đòn tấn công kinh hoàng bằng bom 3.000 kg vào tòa nhà của Ukraine. Lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên đã đến Ukraine. Ukraine có thêm 30.000 tân binh mỗi tháng, Nga nêu tổn thất Kiev. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị đến với nội dung chi tiết đòn tấn công kinh hoàng bằng bom 3.000 kg vào tòa nhà của Ukraine. Mới đây, theo trang tốc của Nga, không quân Nga đã thả một quả bom lượn có điều khiển nặng 3.000 kg đánh chính xác vào mục tiêu của Ukraine ở khu vực mặt trận Kharkov. Đòn đã phá hủy một phần của mục tiêu. Đoạn video mới về cuộc tấn công trực tiếp bằng bom FAB-3000 vào một điểm triển khai quân tạm thời của lực động vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkov đã được Nga công bố. Theo trang Top của Nga, Đoạn video trên là cuộc tấn công vào điểm triển khai quân của lữ đoàn bộ binh cơ giới 92 quân đội Ukraine ở khu vực Lipsi ở trên hướng mặt trận Kharkov. Người xem có thể thấy được mục tiêu trước và sau khi tấn công của UAV trinh sát nga quay lại. Một đòn đánh trực tiếp từ một quả bom nặng 3.000 kg đã phá hủy hoàn toàn một phần quan trọng của tòa nhà. Đồng thời, những người trong ngôi nhà tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công đảm bảo sẽ bị sức ép của bom và cũng mất khả năng chiến đấu trong thời gian dài. Việc lực lượng không quân chiến thuật Nga thường xuyên sử dụng bom lưỡng có điều kiện, trong đó có cả những quả bom hạng nặng tới 3 tấn, giúp họ có thể vô hiệu hóa hoàn toàn lợi thế về quân số của đối phương ở phía bắc khu vực Kharkov. Hiện Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tiếp tục điều chuyển lực lượng dự bị từ các hướng khác đến mặt trận Kharkov. Tuy nhiên, một phần đáng kể của lực lượng tiếp viện của lực lượng vũ trang Ukraine nhanh chóng bị tiêu diệt bởi các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh của Nga Đặc biệt, một số hàng tiếp viện của Ukraine cũng bị phá hủy ngay trên các chuyến tàu đến Kharkov. Khi bom FAB-3000 phát nổ, một đợt sóng xung kích dữ dội sẽ được tạo ra, giúp nó có thể tiêu diệt một điểm tựa phòng ngự bằng các công sự gỗ đất cấp trung đội của quân đội Ukraine. Khi loại bom này phát nổ trong điều kiện không có chướng ngại vật kiên cố, sóng nổ có khả năng bao phủ một khu vực có diện tích bằng 11 sân bóng. Hình ảnh UAV mới làm bằng sốp của Nga tác chiến ở Ukraine theo thông báo mới nhất từ Nga, Wave Gerbara được làm bằng xốp của nước này. Tuy kém tinh tế hơn so với máy bay không người lái UAV Sahet-136, lại sở hữu nhiều năng lực khi tác chiến ở Ukraine. Theo The Fancy Express, các đoạn video được Cục Thiết kế Gataro công bố cho thấy chiếc UAV Gerbera đầu tiên bị bắn hạ ở Ukraine vào ngày 24 tháng 7. Trong video, UAV Gerbera được sản xuất theo 3 phiên bản, bao gồm trinh sát, tấn công tự sát và làm môi nhử. Trong đó, phiên bản Gerbera tự sát được trang bị một camera bình thường và việc điều khiển chính xác UAV này trong quá trình tác chiến phụ thuộc vào kỹ năng của người vận hành. Tầm hoạt động của UAV này ước tính vào khoảng là 300 km khi chúng không mang theo đầu đạn. Phạm vi này cho thấy UAV có thể giúp ích trong việc thu thập thông tin tình báo như theo dõi các hệ thống radar của Ukraine và truyền thông tin chỉ định mục tiêu theo thời gian thực. Biến thể UAV Gerbera làm môi nhử cũng rất đáng quý bởi chỉ với chi phí sản xuất rẻ, Huawei này sẽ buộc quân đội Ukraine phải sử dụng loạt đạt phòng không đắt tiền để đánh chặn. Báo Mỹ, lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên đã đến Ukraine Thứ tư, ngày 31 tháng 7 vừa qua, theo tờ Bloomberg đưa tin, lô vũ khí mà Ukraine mong chờ nhất do NATO viện trợ đã cập bến thành công. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, thời hạn chuyển giao máy bay quân sự do Mỹ sản xuất là vào cuối tháng 7-2024 và đã được đáp ứng, Ấn phẩm không nêu chi tiết số lượng máy bay chiến đấu và tên của quốc gia NATO đã chuyển F-16 cho Kiev, nhưng nhấn mạnh rằng số lượng máy bay được chuyển giao vẫn còn khiêm tốn. Hà tin này cũng cho biết, việc chuyển giao F-16 là một động thái được mong đợi từ lâu và mất hơn một năm để hoàn thành. Hiện vẫn chưa rõ các phi công Ukraine được đào tạo ở phương Tây có thể vận hành những chiếc máy bay này ngay lập tức hay không. Giới chức Ukraine trước bình luận về thông tin trên được biết trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Ukraine dự kiến sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu F-16 từ các đối tác phương Tây vào mùa hè này và tổng cộng lên tới 20 máy bay vào cuối năm 2024. Một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ, chúng tôi tự tin có thể cung cấp tất cả vũ khí trên cho Ukraine với số lượng mà Kiev cần. Ở một diễn biến khác, Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng việc các quốc gia phương Tây chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine sẽ không thay đổi được tình hình trên mặt trận, mà chỉ dẫn đến kéo dài trong cuộc xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Sarkozy Lavrov cũng lưu ý, tất cả những chuyến hàng vũ khí gửi cho Kiev sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Trước đó, một công ty tư nhân của Nga đã trao thưởng 15 triệu rúp cho binh sĩ bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên trong cuộc xung đột. Xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine bốc cháy dữ dội. Như để đáp trả việc NATO viện trợ máy bay quân sự cho Ukraine, quân đội Nga vừa công bố một đoạn video cho thấy một xe tăng Leopard 2A4 mà nước cung cấp cho Ukraine bị phá hủy ở Donetsk. Đoạn video được máy bay không người lái ghi lại cho thấy, chiếc tăng đang di chuyển gần một bìa rừng và cố gắng nhắm vào một mục tiêu quân sự của Nga. Sau khi khai hỏa phát đạn đầu tiên, chiếc xe tăng Leopard 2A4 bị bắn trả. Trong đợt tấn công thứ hai, máy bay không người lái Nga đã đâm trúng thấp pháo, khiến xe tăng Leopard 2A4 bốc cháy dữ dội. Kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2 2022, Ukraine đã nhận được hàng chục xe tăng Leopard 2 từ một số nước phương Tây. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31 tháng 7 thông báo, lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của nước này đã phá hủy trạm radar Maslow của Ukraine và 45 máy bay không người lái, cũng như tấn công nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 137 khu vực. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã bắn hạ 631 máy bay chiến đấu, 278 máy bay trực thăng, 28.692 máy bay không người lái, phá hủy 556 hệ thống tên lửa phòng không, 16.720 đoàn xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.393 hệ thống tên lửa phóng loạt, 12.567 pháo dã chiến và súng cối, cùng 24.201 chiếc xe quân sự đặc biệt của Ukraine. Ukraine có thêm 30.000 tân binh mỗi tháng, Nga nêu tổn thất của Kiev ở một diễn biến khác, để đối phó với tình trạng suy yếu lực lượng sau 2 năm giữa chiến đấu với Nga, Ukraine đã phát hành luật huy động quân mới có hiệu lực ngày 18 tháng 5. Theo các nguồn thạo tin tiết lộ, chính phủ Ukraine đang đưa vào biên chế 30.000 tân binh mỗi tháng, kể từ khi luật huy động quân mới có hiệu lực. Theo tin tức từ các nguồn tin, luật mới của Ukraine yêu cầu tất cả công dân Ukraine đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự phải báo cáo với văn phòng tuyển quân trong 60 ngày kể từ thời điểm ban hành luật. Báo New York Times ngày 30 tháng 7 trích dẫn các nguồn thạo tin nói, số lượng tân binh Ukraine nhập ngũ hiện vào khoảng 30.000 người trên một tháng, cao gấp 2-3 lần trong những tháng mùa đông năm ngoái. Cùng với đó, Nga đưa ra thông báo nêu tổn thất lực lượng kỳ ép tại tiền tuyến. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ngày 31 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phía Nga đã mất hơn 700 lính trong cuộc giao tranh với nhóm chiến đấu miền Nam của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Nhà chức trách Nga thống kê, đồng thời cho biết nhóm chiến đấu IUG còn đẩy lùi một nhóm phản công của lực lượng Kiev. Đối phương mất tới 710 binh sĩ, một xe tăng liều bát do Đức sản xuất, một xe bọc thép cho quân M113 do Mỹ chế tạo, cũng như hứng chịu các tổn thất quân sự khác. Sputnik dẫn trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga lưu ý thêm, Ukraine đã mất tới 470 binh sĩ khi đụng độ nhóm tác chiến Sapat của Moscow. Trong khi đó, nhóm tác chiến Tutsen của Nga đã đẩy lùi ba cuộc phản kích và khiến cho đối phương mất 350 quân nhân. Nhóm tác chiến server của Nga thông báo đã đẩy lùi hai cuộc phản công trong 24 giờ qua, khiến 350 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, thêm 150 lính Ukraine tử trận trong khu vực hoạt động của nhóm tác chiến Vostok thuộc quân đội Nga. Kiev hiện chưa lên tiếng phản hồi về các số liệu do phía Nga công bố. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.